này có thường xuất hiện ở trong huấn luyện chiến đấu không thưa đồng chí Hải, khi mà một đồng chí bộ binh lại là trưởng xe của xe tăng T-54? Nội dung thi đấu của chúng ta thì thường là sẽ phải đủ 4 thành viên của kiếp xe, nhưng mà do điều kiện là thay thành phần đội tuyển của các đội thì sẽ có sự thay đổi. Bởi vậy mà việc huấn luyện các đồng chí mà bộ binh lên làm trưởng xe thì cũng có thể xảy ra trong quá trình chiến đấu thực tế. Thế thì Đông Văn Toán quả thật là gây ấn tượng về sự đa tài đa chức năng, vì anh đã từng đạt giải nhất hội thi bắn súng cấp sư đoàn và cũng còn là người đạt giải nhất chạy việt dã quân khu năm 2022 năm ngoái. Thực sự là thiện chiến, và liệu anh có giành được giải của vận động viên ấn tượng nhất của giải quân khu số 1 thách đấu năm nay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, năm ngoái thì bộ trang phục thi đấu của Nông Văn Toán thì hiện tại là vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự, với việc là anh đã là vận động viên xuất sắc nhất của cả mùa giải năm 2022, và Nông Văn Toán năm nay tiếp tục và hy vọng rằng đội tuyển quân khu 1, đội tuyển đương kim vô địch, và chúng ta cũng đang thấy là đang rất là tập trung và chúng ta đang thấy là hai đồng chí Nguyễn Hữu Khương và Dương Mạnh Hùng đang bê hai thùng đạn với 4 viên đạn pháo đến vị trí để xe tăng có thể tiếp cận để đưa đạn pháo lên xe, và mỗi thùng đạn này đã tiếp tục là một bài thi thể lực rất nặng, với thùng đạn nặng gần 80 kg, đúng không ạ? Những chiến sĩ bộ binh đang chạy như thế này làm sao chúng ta cũng nhớ tới cái câu hỏi về đồng chí Bế Văn Đàn, là một cái tấm gương hy sinh vô cùng dũng cảm trong chiến dịch Lai Châu. Trong khi quân địch đã phản kích đợt 3 thì Bế Văn Đàn đã dùng khẩu trung liên để chiến đấu và đã hy sinh. Hôm nay thì xe tăng của đội tuyển quân khu 1 đang bắt đầu hành trình của mình, và đầu tiên thì họ sẽ tiếp cận vị trí để đạn pháo, đúng không ạ? Tuyệt vời. Lái xe đoàn khắc quan đã lái xe đến vị trí là xếp đạn pháo. Lúc này thì kiếp xe sẽ xuống xe và tập trung thành một hàng ngang phía sau xe. Chúng ta cũng vừa nhìn thấy là Nông Văn Toán quay súng 12-7 thì chỉ 5 đạn mới mở cửa xe được. Vâng, kiếp xe đã tập trung thành hàng ngang. Rất nhanh chóng là kiếp xe đã tiến hành cơ động để đưa đạn pháo xếp vào trong xe. Vâng, mỗi viên đạn này nặng bao nhiêu kg? Mỗi viên đạn này nặng 31,5 kg. Vâng, tiếp tục là một bài thi thể lực. Đây là pháo 100 ly đúng không ạ? Đây là những viên đạn pháo 100 ly. Wow, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy đạn pháo 100 ly mà được bắn từ xe tăng là xuất hiện trong chương trình quân khu số 1 thách đấu của năm nay. Chưa từng có, sẽ có những cảnh quay có thể là chưa từng nhìn thấy trên các cái chương trình game show của Đài Truyền hình Việt Nam. Nó cũng có thể gợi nhớ những ước mơ của các bạn nam thanh niên, thường là hồi bé thì thích chơi xe tăng, như một câu thơ người ta nói là xe tăng ngày bé vốn ước mơ, thành anh lính thép mấy ai ngờ. Vâng, xong rồi, lắp xong rồi. Vâng, bây giờ thì họ sẽ làm gì? Lúc này hành vi kiếp xe sẽ vào trong xe và chuẩn bị công tác chiến đấu. Lúc này thì trưởng xe sẽ vào tiến hành công tác chuẩn bị chiến đấu, trưởng xe kiểm tra thông tin, pháo cụ kiểm tra pháo 100, kiểm tra kính ngắm, nạp đạn để chuẩn bị các loại đạn để tiến hành bước vào chiến đấu. Lái xe sẽ tiến hành nổ máy và cơ động đến cái vị trí mà chiến đấu. Khởi công thôi, khởi. Báo xe trục trặc kỹ thuật. Một có một lỗi kỹ thuật. Xe không lỗi được. Một xe đang gặp trục trặc. Vâng, xe tăng đội tuyển quân khu 1 hiện tại vẫn đang đứng yên. Xin dừng. Và chúng ta nghe thấy là kíp xe ở bên trong, Nông Văn Toán đang trò chuyện cùng với các đồng đội của mình là xe đang không khởi động được. Nói. Lúc này thì trọng tài vẫn đang quan sát và không can thiệp vào quá trình thi đấu của các đội tuyển. Vâng. Nhanh con rồi đi. Có thể dừng thời gian để tiết kiệm thời gian cho đội tuyển quân khu 1 được không?
Theo tôi nghĩ thì cái việc mà xe tăng chưa nổ được máy có thể là do vấn đề liên quan đến bình điện hoặc là liên quan đến nhiên liệu của xe. Cái việc này có thể là kiếp xe sẽ tiến hành khắc phục trực tiếp ở trong xe, nếu không khắc phục được thì kiếp xe sẽ ra ngoài hoặc là thông tin với chỉ huy để báo cáo trọng tài trong thời gian. Theo tôi nghĩ thì đội tuyển của Q1 vẫn đang tiến hành khắc phục trong xe. Vâng, và thời gian thì vẫn đang chạy. Đang rồi, thử nổ hết nào. Ngọn cỏ lau như đang rụng rã, các chiến sĩ phải nhanh chóng hơn. Vâng, tại vì trò chơi của chúng ta lấy thời gian thi đấu làm thành tích. Chính vì thế, đứng nguyên hay chậm lại ô chúng ta cũng đã thấy. May quá, và bây giờ đội tuyển quốc Q1 hãy xông lên. Và bây giờ họ sẽ đến vị trí để chiếm lĩnh công sự bắn chính, đúng không ạ? Tiêu diệt được mục tiêu ở cự ly 1.200m, mục tiêu xe tăng địch. Đây thực sự vừa là một chiến đấu, vừa là một trận địa. Nhưng người ta nói rằng là đây là một trận địa không xây trong lòng đất, không ở trên cao, mà nó chính là một chú voi sắt. Vâng, chú voi sắt này nặng hơn 30 tấn đúng không ạ? Trọng lượng cụ thể của xe T54B là 42 tấn khi mà vào chiến đấu. Vâng, 42 tấn. Sau khi xếp đạn xong thì lái xe phải cơ động rất nhanh để đến cái vị trí bắn tại chỗ. Vâng, bây giờ đang lái xe đoàn Khắc Hoan đang cơ động xe vào vị trí hầm công sự thứ nhất. Vâng, chúng ta cũng có thể quan sát được là 4 cọc giới hạn ở trong công sự đúng không ạ? Và mỗi cọc này bị đổ thì đội tuyển sẽ bị phạt 30 giây vào thành tích. Và khiến cho lái xe cũng gánh cái trách nhiệm rất là lớn. Và bây giờ thì họ đã chiếm lĩnh được công sự bắn chính đúng không ạ? Pháo thủ Nguyễn Văn Phú đang lấy thước ngắm và chuẩn bị phần tử bắn. Đúng rồi, đúng không ạ? Vâng, đã bị tiêu diệt. Gọi là màu đỏ, một mục tiêu màu đỏ đã bị tiêu diệt. Vâng. Sẽ đội màu đỏ thì sẽ tiêu diệt hai mục tiêu màu đỏ và đội màu xanh. Như vậy, đây chính là thành tích đầu tiên. Vâng, phát đạn đầu tiên tuyệt đối chính xác. Chúc mừng đội tuyển quốc khu 1. Đúng, mục tiêu số 1. Wow, rất xuất sắc. Mục tiêu số 1 đã bị thiêu trụi. Và bây giờ xe tăng của chúng ta sẽ cơ động về vị trí. Vâng, họ sẽ tiếp tục chiếm lĩnh công sự bắn phụ để tiêu diệt một mục tiêu xe tăng địch tiếp theo. Và chúng ta cũng đã thấy là mục tiêu đầu tiên thì đã bị tiêu diệt ngay lập tức và tuyệt đối chính xác, và hy vọng rằng đội tuyển quân khu 1 với mục tiêu thứ hai này họ sẽ làm được điều tương tự, bởi chúng ta cũng đã thấy là đội tuyển quân khu 1 đã chậm lại ở trong những cái bước đi đầu tiên với việc là khởi động xe lúc nãy, thì bây giờ với việc không tiêu diệt được mục tiêu thì họ sẽ bị phạt 3 phút vào thành tích. Cự ly là 1.200m, biên số 12. Chúng ta hãy cùng nhìn xem. Vâng, đã bị tiêu diệt. Wow, thật là tuyệt vời. Tuyệt vời. Quá nhanh chóng, quá gọn gàng. Đội tuyển của khu 1 đã tiêu diệt hai mục tiêu màu đỏ, hoàn thành bài tập của mình. Và tiếp tục, nhiệm vụ vẫn còn tiếp. Họ sẽ phải chiếm lĩnh công sự bằng súng máy PKT với 15 viên đạn, tiêu diệt bia số 9, cự ly 500m. Tôi xin nhắc lại, đây là chặng thứ hai được đi với tên gọi là xe tăng chiếm lĩnh công sự, đánh địch xung phong vào trận địa phòng ngự. Việc cơ động qua lại giữa các công sự bắn đây là một hình thức phòng ngự rất là phổ biến đối với xe tăng cũng như là bộ binh. Bởi vì sau khi đã tiêu diệt được mục tiêu thì xe tăng sẽ cơ động sang vị trí khác để tránh hỏa lực của địch bắn vào. Vâng. Và lúc này thì xe tăng đang tiến vào công sự thứ 3, đó chính là công sự ở bắn súng máy PKT. Vâng, súng máy PKT. Súng máy PKT là đồng trục với tháp pháo đúng không ạ? Súng máy PKT là được đồng trục với đạn pháo. Thì, giống như năm ngoái chúng ta thi PT-76 thì là cũng với tương tự như vậy, là súng máy đồng trục PKT đúng không ạ? Việc xếp đạn PKT thì cũng tương tự như việc xếp đạn pháo.
Vâng, và lúc này thì các vận động viên đang... Cơ thể đã được để vị trí hầm. Nông Văn Toán chuyển xe. Và chúng ta đây là một đạn PKT đúng không ạ? Vâng. Bây giờ đúng không? Sau đó thì họ sẽ lắp đạn vào trong súng PKT để tiêu diệt mục tiêu. Từ vị trí của xe tăng tới mục tiêu của PKT là 30 mét. Từ vị trí xe tăng đến vị trí của PKT là 550 mét. Rồi, chúng ta thấy đang mục tiêu màu đỏ. Màu đỏ đúng không ạ? Okay. Vâng, quý vị có nhìn thấy một mục tiêu rất nhỏ màu đỏ phía trước không ạ? Mục tiêu biển số 9 tượng trưng cho súng chống tăng của địch. Vâng, đã nổ súng rất nhanh. Không trúng. Và đợt đầu tiên thì chưa tiêu diệt được mục tiêu. Mục tiêu không bị tiêu diệt thì đội tuyển sẽ bị phạt và thành tích là 2 phút đối với mục tiêu của súng máy PKT không bị tiêu diệt. Cố gắng lên đội tuyển quốc vâng, 1. Họ đã bắn hết 15 viên đạn. Vâng, và bây giờ? Vâng, và rất tiếc là mục tiêu... súng chống tăng được tượng trưng bằng bia số 9 thì đã không bị tiêu diệt và đội tuyển quốc khu 1 đã bị cộng thêm 2 phút vào thành tích. 2 phút như vậy là quá nhiều, vì sao lần này chúng ta lại có thể tính nhiều như vậy cho những cái viên không trúng? Hỏa lực xe tăng là một hỏa lực rất mạnh. Chính như vậy mà việc mà tiêu diệt mục tiêu đó là cái điều kiện tiên quyết nhất để có thể là giành chiến thắng trong mỗi trận chiến. Việc cộng thời gian nhiều như vậy để mà ta thấy là cái mục tiêu trong quá trình thi đấu là rất là quan trọng. Vâng, như vậy thì chúng ta thấy với quân khu số 1 thách đấu của năm 2023 đang đề cao tính tinh nhuệ và sức mạnh về hỏa lực và sử dụng vũ khí của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Như thế mới đúng là một quân đội tinh gọn mạnh đúng không ạ? Vâng, và chúng ta vừa thấy xe tăng của đội tuyển quân khu 1 vừa xe tăng T-54 của chúng ta có thể tự xoay tròn tại chỗ ạ. Vâng, và họ đang đưa xe về vị khéo trí léo. Đúng rồi. Theo quy định. Vâng, mỗi cọc đổ đây sẽ bị phạt 30 giây. Không hề chạm vào một cái cọc nào. Đó, xe tăng vào chuồng rất khéo, rất khéo. Tôi nghĩ các bạn lái xe có khi cái đây cũng là một bài tập rất là khéo, là phải đưa xe tăng, tôi xin lỗi, đi ô tô các bạn vào chuồng. Nhưng làm khéo như đội tuyển quân khu 1 đưa xe tăng thì cũng không phải là dễ đâu ạ. Dạ vâng, và đội tuyển quân khu 1 đã hoàn thành chặng thi đầu tiên của mình và lái xe là thiếu tá chuyên nghiệp Đoàn Khắc Hoan sinh năm 1980, quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa, thì đã đưa xe tăng T-54B của đội tuyển quân khu 1 về vị trí theo quy định và kết thúc chặng thi thứ hai của mình. Xin chúc mừng đội tuyển quân khu 1. Vâng.